Ai cũng sẽ đứng trước những lựa chọn và cơ hội của riêng mình. Đó có thể là viết tiếp câu chuyện đã bỏ lỡ cả tuần nay, hay là chỉ đơn giản là coi phim. Nếu coi phim thì có Endgame hay là Ubin nhỉ? Hoặc đơn giản hơn thì có nên đi học vào ngày hôm nay hay không? Caught up in this mess, I can't pretend that I don't feel this, 'cause if I don't, it'll leave me depressed. And I know it don't make no sense, but I'm getting used to this. Làm gì mà lâu vậy? Ngủ dậy trễ. Đúng cái tên Bương. Đừng có gọi tôi cái tên đó. Hồi mày còn nhỏ bơ. Có cái bà Việt Kiều hàng xóm qua chơi, bà bảo nhìn cái mặt con bé này học đầu nghịch ngã nghịch ngợm lớn lên, đảm bảo dính mít cái định luật quả bơ trái bơ đấy, mẹ không nhớ rõ. Nghĩ gì đó, để học rồi kìa. Bơ, sao chửi mới vô bơ? Trẻ lắm rồi nè, cô láo quá từ la luôn á. Trời biết rồi. Nhanh lên đi, trẻ ghê luôn á. Xin lỗi. Lại là mày hả bơ? Lần nào cũng vậy, mày cứ lơ ngơ. Mày cũng chả hiểu tại sao mình thích chơi với mày. Đi luôn đi, kệ nó đi, nhanh lên. Bơ, lúc nào mày cũng đi trễ hơn vậy bơ? Cô la quá trời la luôn, đuổi ra khỏi lớp rồi nè. Tao cũng đâu có muốn như vậy đâu. Gần thi đại học rồi đó, lo mà đi trễ sớm đi học rồi đi. Tao thấy hơi lo rồi đó mày. Đại học rồi, không còn điền nguyện vọng nữa. Mày tính sao? Tao thì chắc theo ý ba mẹ tao á, chắc vào trường của mẹ. Tao không biết mình muốn gì luôn á. Nhưng mà mày thì sao? Tao không biết nữa. Sao mình lại có số phận như vậy? Ngày nào cũng xui xẻo, sắp thi đại học đến nơi, cũng chả biết học trường nào. Mà đến trường đại học mình cũng đâu có quyền lựa chọn. Just for the kiss, just for the kicks.
mình đã luôn phải tin mình dính với cái định luật quả bơ ngu ngốc đó. Giờ thì không, cuộc sống của mình là do mình chọn, mình sống tốt hay không cũng là do cách mình làm. Năm mới đến sớm vậy à? Wow, một năm 365 ngày. Đồ ngày hiếm hoi hay bờ cô nương xuất hiện sớm thế đấy. Sợ hổng không ngày mai ta, biết ta lo lắng không? Thật sự là do bữa đó đi trời nó mưa rồi xong bị mất khẩu điện thoại. Những chuyện đã qua rồi thì thôi, chỉ cần mình ở hiện tại là được. Bi ơi, tao kể mày nghe nè. Kể gì? Kể nhanh lên, tao đi chơi nữa mày. Tao đậu học viện báo chí rồi á. Yeah. Cái gì? Đậu thiệt á hả? Cao cao đi má, nhanh lên, chừng bữa tao thôi đó. Ok ok. Ai rồi cũng sẽ có những lựa chọn riêng trước những cơ hội tới với mình. Có những lựa chọn đúng, có những lựa chọn sai. Có những cơ hội thật đúng lúc, có lúc không. Nhưng mà đôi khi, ta lại chẳng có một cơ hội để được lựa chọn. Một lựa chọn sống thật cho bản thân mình. Xuống ăn cơm đi bơi. Dạ vâng.